Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Khói lửa bao trùm, nhà máy hạt nhân cháy lớn, Ukraine, Nga quy trách nhiệm. Ukraine và Nga cáo buộc đối phương gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hiện do Moscow kiểm soát, hôm 11 tháng 8. Theo Reuters, đơn vị giám sát hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã có mặt tại Zaporizhia. Đơn vị này cho biết các chuyên gia của họ nhìn thấy khói đen bốc ngùn ngụt từ khu vực phía bắc của nhà máy sau nhiều vụ nổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga gây ra vụ hỏa hoạn. Ông cho biết đám cháy có thể được nhìn thấy từ thành phố Nikopol do Kiev kiểm soát. Nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố đoạn video quay cảnh khói đen dường như bốc lên từ một tháp làm mát với ngọn lửa đang cháy ở chân tháp. Hiện tại, các chỉ số bức xạ vẫn bình thường. Nhưng nếu Nga vẫn kiểm soát nhà máy thì tình hình sẽ không và không thể bình thường, ông Zelensky lo ngại. Trong khi đó, quan chức được Nga bổ nhiệm Evgeny Balitsky tố lực lượng Ukraine pháo kích vào thành phố Enerhoda lân cận, gây ra vụ hỏa hoạn. Ban quản lý Zaporizhia cho biết các nhân viên cứu hộ đã khống chế được đám cháy và không có nguy cơ đám cháy lan rộng hơn nữa cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước mắt, IAEA cho hay không có báo cáo nào về tác động đến sự an toàn hạt nhân tại địa điểm này. Chúng tôi nhận được thông tin từ Zaporizhia về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một trong những tháp làm mát nằm tại địa điểm này, IAEA viết trên mạng xã hội 10. Quan chức Ukraine tại Nikopol, Yevhen Zevtusenko, nói với truyền thông rằng có thông tin không chính thức cho thấy lực lượng Nga đã đốt cháy một lượng lớn lốp ô tô trong các tháp làm mát. 6 lò phản ứng của Zaporizhia hiện không hoạt động. Cơ sở này đang dựa vào nguồn điện bên ngoài để làm mát vật liệu hạt nhân và ngăn ngừa tai nạn thảm khốc tiềm tàng. Thống đốc vùng Zaporizhia, Evgeny Balitsky, hôm 11 tháng 8 thông báo nhà máy đã được tắt lạnh như một biện pháp phòng ngừa. Giám đốc truyền thông của Zaporizhia tuyên bố máy bay không người lái cảm tử được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 11 tháng 8. Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi IAEA can thiệp và đảm bảo an ninh cho nhà máy. Bà Zakharova cũng lên án vụ pháo kích nhà máy là hành động khủng bố. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Đây là nhà máy của Ukraine nhưng rơi vào sự kiểm soát của Nga chỉ 4 ngày sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi năm 2022. Tên lửa Nga Iskander phá hủy trung tâm chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine ở tỉnh Kursk. Nguồn tin từ báo Lao động cho biết, RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander đã phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga, đồng thời công bố video về cuộc tấn công. Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc xâm nhập quy mô lớn vào khu vực biên giới đầu tuần qua. Trong một tuyên bố ngày 10 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M đã thực hiện cuộc tấn công vào một sở chỉ huy được trinh sát trước đó của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 của Ukraine, không xa biên giới giữa hai quốc gia. Kết quả là, ban tham mưu chỉ huy của Lữ đoàn, tổng cộng 15 người, đã bị tiêu diệt, tuyên bố cho biết, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ tấn công không nương tay. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn phim quay bằng máy bay không người lái cho thấy một cụm gồm nhiều tòa nhà nằm giữa một khu vực nhiều cây cối rậm rạp, với ít nhất một xe bọc thép của Ukraine cũng có mặt trong khu vực. Một trong những tòa nhà sau đó bị trúng tên lửa, tạo thành luồng khói lên không trung. Tên lửa Iskander có thể mang theo tải trọng lên tới 700kg thuốc nổ, bay xa tới 500km và di chuyển với tốc độ siêu thanh. Trong những tuần gần đây, Nga đã sử dụng vũ khí này để tấn công các khu vực tập kết của lực lượng Ukraine, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, sân bay, cơ sở công nghiệp quốc phòng và các mục tiêu quân sự khác. Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là cuộc tấn công lớn nhất của Kiev vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga ban đầu cho biết mũi nhọn của Ukraine bao gồm khoảng 1.000 quân nhân và hàng chục xe bọc thép, bao gồm một số xe do phương Tây cung cấp. Các báo cáo truyền thông sau đó cho rằng tổng lực lượng ít nhất lớn hơn gấp nhiều lần, trong đó có cả một số đơn vị tinh nhuệ của Ukraine. Moscow lên án cuộc đột kích là một hành động khiêu khích và cáo buộc Kiev nhắm vào dân thường. Trong khi đó, các quan chức Ukraine tuyên bố mục đích của cuộc đột kích là gieo rắc nỗi sợ hãi trong người dân Nga và đạt được vị thế có lợi hơn cho các cuộc đàm phán sau này với Moscow. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tiến công của Ukraine đã bị ngăn chặn và lực lượng dự bị được tái triển khai đến khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố,
Cho đến nay, Kiev đã mất tới 1.100 quân và 140 xe bọc thép trong khu vực. Phòng không Nga bắn hạ 2 quả bom HIM và 16 quả đạn HIMARS. Trong những ngày qua, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 quả bom dẫn đường HIM sản xuất tại Pháp, 16 tên lửa HIMARS sản xuất tại Mỹ, 4 tên lửa phòng không dẫn đường Patriot sản xuất tại Mỹ, cũng như 153 máy bay không người lái, trong đó có 97 chiếc nằm ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, Sputnik dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Nhóm quân phía Đông tiêu diệt 125 quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine. Các đơn vị của nhóm lực lượng phía Đông đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 72, số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Vodianoi và Yolotaya Niva, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, theo báo cáo tóm tắt của Bộ Quốc phòng Nga. Các đơn vị phía Bắc tung hỏa lực vào lực lượng vũ trang Ukraine theo hai hướng. Các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc theo hướng Volchensky và Lipsosky đã đánh bại nhân lực và trang bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Tổn thất của đối phương ở các hướng này lên tới 95 quân nhân, 4 xe bán tải, 1 khẩu pháo D-20-152mm, 1 pháo tự hành Vojika-122mm và 1 tê khẩu pháo D-30-122mm, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Ukraine đẩy mạnh tiến công pháo kết, Nga đáp trả bằng 100 quả bom để chặn đường quân. Nga cuối cùng đã tung ra hỏa lực mạnh nhất vào các đoàn xe Ukraine, trong khi quân đội Ukraine tiến xa hơn 16 km vào thành kết của Nga, ghi nhận tờ báo Người Lao Động. Theo tạp chí Forbes, Nga đã tung ra những loại bom lượng mạnh nhất vào các đoàn xe Ukraine đang di chuyển dọc theo các con đường do Moscow kiểm soát ở kết. Trong hơn một năm, những quả bom lượng này, mỗi quả có tầm bắn 40 km hoặc xa hơn, có hàng trăm kg thuốc nổ, là vũ khí tấn công mạnh nhất của Nga, phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công trên bộ của Moscow. Bây giờ, bom lượng trở thành vũ khí phòng thủ và có khả năng là phương tiện chính của Nga để làm chậm các cuộc tấn công của Ukraine cho đến khi lực lượng trên bộ mới của Nga đến tỉnh Kherson. Máy bay ném bom chiến đấu Sukhoi Su-34 của không quân Nga thả tới 100 quả bom lượng KAB mỗi ngày. Cho đến tuần này, Nga chủ yếu thả bom lượng dọc theo tuyến đầu ở miền đông Ukraine, nơi các trung đoàn Nga đã tiến lên dù tốc độ có phần chậm chạp trong suốt mùa xuân và mùa hè. Tạp chí Forbes cho biết, chiến dịch ném bom bắt đầu chuyển hướng về phía Bắc vào khoảng ngày 6 tháng 8, gần như cùng thời điểm đội tiên phong gồm ít nhất 5 lữ đoàn Ukraine xâm nhập Kherson, bắt đầu một cuộc phản công bất ngờ. Khi các tiểu đoàn Ukraine tấn công từ các căn cứ ở tỉnh Sumy, ngay bên kia biên giới giáp ranh tỉnh Kherson, bom của Nga đã trút xuống như mưa. Bộ Tham mưu Ukraine ngày 6 tháng 8 xác nhận cường độ xung đột theo hướng Sumy đã tăng lên. Đối phương đang tích cực sử dụng không quân, trực thăng, vũ khí hạng nặng. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine lưu ý có sự thay đổi đáng chú ý trong trọng tâm của các nỗ lực không quân của đối phương. Có tới 50% cuộc tấn công bằng bom dẫn đường đang nhắm vào Kherson và Sumy. Lường trước được diễn biến này, quân đội Ukraine đã triển khai những gì mà một blogger người Nga mô tả là một lượng lớn các khẩu đội phòng không cũng như các thiết bị gây nhiễu điện tử có thể ngăn chặn tín hiệu vô tuyến và trong một số trường hợp thậm chí có thể ném bom dẫn đường bằng vệ tinh. Với sự hỗ trợ lớn từ máy bay không người lái, các khẩu đội pháo binh Ukraine bắn hạ một số trực thăng của Nga. Khi bắn trả, pháo binh Nga đã phá hủy một xe phòng không bút của Ukraine. Vụ ném bom tỉnh Sumy không ngăn chặn được quân đội Ukraine tiến vào kết ở lân cận và kiểm soát một số thị trấn bao gồm hầu hết Suza. Lực lượng Nga đã huy động quân tiếp viện, nhưng tên lửa Ukraine đã chặn một số tên lửa, không cho chúng tiếp cận tiền tuyến ở kết. Vì vậy, máy bay ném bom chiến đấu của Nga đã chuyển hướng. KAB đã tấn công các phương tiện của Ukraine tại ngôi làng Darino của Nga ở rìa phía bắc các cuộc tiến công của Ukraine. Tiếp sau đó, bom lượng đã tấn công quân đội Ukraine ở Leonidovo, không xa Darino. Trong thời gian đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố triển khai thêm binh sĩ và khí tài tới tỉnh Kherson để ứng phó lực lượng Ukraine tiến vào đây. Video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy các loại vũ khí khí tài được vận chuyển bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Garand, pháo kéo, pháo tự hành, xe tăng, xe bắn xích hạng nặng cũng như các xe tải hạng nặng Oran và Kamaz.